Mật ống hôm nay 250. Ốc voi mà nó còn dính lưới luôn nè. To là to luôn. 2kg mấy á sao? Chả mực nang. Dạ, ngày mới cho mình gửi lời chào và lời chúc sức khỏe gửi đến tất cả cô chú anh chị mình nha. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Giờ này mới hơn 5:30 sáng thôi. Sáng nay mình xuống bến cảng gần nhà để xem có hải sản gì ngon hay không, mua về chế biến ăn. Đây là cảng của thị trấn Phan Rí Cửa. Cũng 2 tháng rồi mình chưa có ghé lại cảng Phan Rí Cửa. Không biết tình hình mấy nay bà con mình đi đánh bắt như thế nào. Sáng nay có mấy cặp giá đôi. Cảng Phan Rí Cửa thì thuộc thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Bà con mình ở đây đi đánh bắt hải sản chủ yếu là bằng nghề giã, nghề giã đôi á, rồi nghề đánh bạch tuộc bằng vỏ ốc, nghề lưới, lưới chà, lưới rút, lưới cước đánh cá đỏng, cá bạc má, cá mó, cá nục, cá ngăn, lưới ghẹ, rồi nghề rập nữa. Sáng nay mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng đi dạo cảng với mình nha. Bà con mình đang đưa hải sản vào nè, hải sản của nghề giã, giã đôi đánh trong đêm, cá chuồng, cá chát, mực, cá đỏng, cá rựa. Còn cái cà luôn á, nhà luôn. Cá bạc má nữa. Mấy chị sử dụng cái móc để kéo. Cá chim. Hôm nay là có 3 đôi giã đi, 3 đôi giã là 6 chiếc. Cái gì? 27, 2 chừng 2 chiếc 2 à? Cái gì tự con nhiêu? Cá chát. Mực ống, mực nang, mực lá. Cá nhái, cá bò, phù ảo. Bà con mình đang đấu giá. Hải sản vào là nậu sẽ thu mua rồi sau đó bán lại cho sĩ. Sĩ mua đem lên chợ bán lẻ lại hoặc là chuyển đi xa. Dạ, cá hiếu. Cá hiếu 1kg này tầm 5 con. Để mình quay xét xét. Cá chét, mắt nó rất là to. Bạc má. Đời này đánh bạc má với cá chét nhiều. Có mấy chiếc đánh bạch tuộc bằng vỏ ốc cũng đang vào nè cô chú anh chị. Hiện tại là ở cảng Phan Rí Cửa cũng đang vào mùa lưới chà. Lưới chà thì bà con mình sẽ vào buổi chiều.
Suối Trà là bà con mình sẽ dùng mấy cái tàu lá dừa thả xuống biển để cho hải sản nó quần cư lại, tạo bóng mát á, nó tập trung lại, nó ở rồi sau đó sẽ bao lưới. Mặt ông nhấp nháy. Mấy cái khay mà bọc cái bịch ni lông này á là những con mực đó đánh trước sẽ để ở phía dưới. Mấy cô, mấy bác chèo đò đang đợi khách. Bà con mình đang chắc mấy cái bạch tuộc, chuẩn bị chuyển vô. Hôm nay trời êm nè, mấy ngày trước do ảnh hưởng của áp thấp á, trời rất là gió mưa nữa, có ghe ở La Di á đi lặn chạy vào cảng là chìm luôn. Đây là một chiếc rập ghẹ. Mấy con ghẹ màu cam cam đó là ghẹ dĩ á, ghẹ dĩ với ghẹ nu. Mấy cô mấy bác là chở khách với chở hải sản. Một khách vậy là 50 ngàn thôi, còn hải sản nặng thì tính khác. Cô Kỳ đang chèo đá với dầu. Nghề đập cũng giống như nghề giả, cũng đánh được nhiều loại hải sản. Có bạch tuộc nữa nè. Bạch tuộc này mới đánh, còn mino. Một bọc này hôm bữa mình nghe chú kia nói là trung bình 20 mấy ký á. Gần cuối năm là vào mùa bạch tuộc. Bạch tuộc của nghề vỏ ốc. Mình sẽ thả vỏ ốc voi á, hay còn gọi là ốc giác, chúng mình hay gọi ốc giác. Thả xuống biển rồi bạch tuộc nó sẽ
chui vào nó ẩn nấp. Nhưng mà trời phải thổi ha. Trời thổi nó hay vào. Đánh vào ốc vào ban ngày, đêm kéo. Mình cũng trải nghiệm nghề này được 2 hôm. Ngày nào cũng mưa. Sóng gió ghè nó nhóc lên nhóc xuống là mình nói liên tục. Ăn uống không có được cái gì. Cái cô cầm ký đó là đi ra ngoài tặng ghe cần hải sản luôn á. Chiếc ghe đó là ghe lưới rút á, có cái bèn cạo lưới lớn là mình biết ghe lưới rút. Chắc vào gần nửa xe. Dạ, nó xay lên cho nó lạnh á. Mấy chú bốc một cái bịch như thế này là được 5.000 nha. 10 bịch 50. Xuồng này chở cá cơm làm mắm. Ốc tỏi. Ốc tỏi này mình lựa xong mình rửa nước mặn á, đẹp á. Luộc sơ cho nó bớt nhớt á. Rồi lấy cái tép tỏi của nó ra. Bỏ vào cái vỏ ốc lại. Nướng mỡ hành, ăn rất là ngon. Ghê dĩ này ăn ngon lắm cả nhà. Thịt chắc. Đang ven chứ có sống dữ à. Chỗ bán sỉ á, mình không có hỏi được giá. Cô chú anh chị mình thông cảm. Giờ lấy chỗ đổ ra tay mua. Ghe dĩ này tùy năm. Thường vào mấy cái tháng cuối năm á là cũng có lưới đánh được mấy con ghe dĩ này. Nó trắng không, mà nó bự không bằng vậy kia. Đó, giòn vậy đây 33 mốt hơn. Đó, quậy. Hải sản thì tùy năm. Có năm thì vào mùa sớm, có năm thì vào mùa trễ. Giờ mua 35.000, 36.000 xong mà bây giờ trời 34.000 á. Không.
hôm nay ở cảng Phan Rí Cửa vậy chỉ là tính bằng tấn không á. Cái trong này còn rất là nhiều. Đây gì bị chơi gì nữa, ta lựa ra nhiều gì chơi gì nữa. Hai giờ chờ con nhưng mà con biết giữ của mày. Thôi đỡ nhiều quá sao ta chở anh. Ta chở anh người ta đi ừ. Chứ mà giờ anh chăng được 27 cái. 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 Một vỏ trung bình là mười mấy ký. Lấy đây nè. Chị lấy đây em lấy. Vậy đi nhỏ con quá. Đi. Không. Ủa. Vỏ này to hơn. 20 mấy ký. Cái này 25. 28 dữ mà. Vậy là hôm nay là đánh đạt đúng không em? Mấy hôm trước người được vài trăm không em? Mệt à. Cũng mừng em ha. Lâu lâu mới được một lần. Mấy lúc nào mới thấy ta dễ quá mà được ra thì cho đã. Đây là mấy cái rập đánh ghẹ nè. Rập xếp hay còn gọi là 12 cửa ngục. Xếp lại vậy thôi chứ gỡ ra là nó cũng dài á. Này mấy anh mấy chú người dân đánh được nhiều ghẹ mình cũng cảm thấy rất là mừng luôn á. Chỗ này chỉ là một phần nhỏ thôi nha, một dãy dài luôn á. Mình mới quay một hai nậu thôi. Có một cái con ong nó ăn cá này. Nhìn có ong, có ruồi là mình biết cá phải sạch, không có chắc gì. Nhiều lúc nó không có được vệ sinh cho lắm, như là ruồi nè. Nhưng mà không có là không được nha cô chú anh chị. Cũng giống như rau có sâu à. Nhà ngoại gần đây không ngoại? Bà ở sông Lỹ. Sông Lỹ hả ngoại ha? Sáng giờ xin được nhiều không? Cũng được mấy chục á. Mấy chục, dạ. Con có món quà thay mặt anh Phi, chị Nga gửi tặng cho ngoại nha. 300 ngàn, dạ. Sao con cháu so dữ vậy? Cha cháu. Dạ, con thay mặt anh chị gửi tặng cho ngoại. Dạ, ngoại khó khăn á, dạ. Năm nay bảy mấy chưa ngoại? 73. 73, dạ. Chúc quả nhiều sức khỏe nha quả nha, quả mừng. Cảm ơn cháu. Dạ, để dành bà, tiền ăn bánh, dạ. Bà cũng chúc mừng hai cháu khỏe mạnh nha. Dạ. Làm ra tiền thì thấy mấy bà già cho tiền. Dạ, con chào quả. Giờ mình đi lên chợ Phan Rí Cửa. Nếu mà có mực nang á, thì mình sẽ mua về để mà làm chả hay là làm gỏi. Sẵn mình sẽ cập nhật giá cả vài mặt hàng hải sản cho cô chú anh chị mình luôn nha. Chợ Phan Rí Cửa là một chợ hải sản rất là nổi tiếng ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Cả nhà mình mà có đi quốc lộ 1A nè, ghé ngang thì rẽ vào tầm một cây mấy là mình tới chợ. Từ đây đi vào thành phố Phan Thiết tầm 70-80 cây. Giờ này hơn 8 giờ rồi.
chợ đông nhất là từ 9 cho đến 10 giờ. 1.000 ni nơ nè. Chị hai con này hơn 2 kg không chị? Một ký bao tiền chị? 200.000. Chị cân cho em hai con đi chị. Này cá liệt dầu. Cá này cũng có giá lắm. Cá nâu nè. Chị liệt dầu hôm nay bao nhiêu rồi chị? Liệt dầu 230. 230. Cá đối. Tôm sú. Có con tôm sú. Bên kia cá đù, cá đuối. Hai con 2.2 kg á chị? Dạ lấy cho em. Dạ. Cá lớn này là chiên ngon. Còn cá nhỏ nhỏ xíu là mình nạo chả. Dạ. Dạ cá thu ảo. Là chị nói 100.000 kg hả chị? 101. Cá tươi luôn. Ốc voi mà nó còn dính lưới luôn nè. Làm gỏi. Chị này giá nhiêu vậy chị? 180.000 kg. Tùy tiêu à? Dạ có ốc hương với bạch tuộc chị. Bạch tuộc 120. Bạch tuộc 120. Ốc hương 180. Em cảm ơn chị nhiều nha chị. Cô bán cá bạc má. Bạc má đợt này nhiều chắc mấy chục hả cô? 30 con. 30 ngàn thôi. Dạ. Cá này về hấp cuốn bánh tráng nè. 30 con ăn hả chị? Dạ 300 ngàn ký. Ghẹ xanh loại 1. Bên này là ghẹ sứa nè. À, cái đó là ghẹ sứa, cái đây là ghẹ nhàng, cái đây là so. Cái con cứ so, có gì là có. Em hay gọi là ghẹ nhàng á. À, cầm con ghẹ là mình biết chắc rồi chị ha, nó nặng á, nó cứng á. Còn con ghẹ mà nó ớt là cầm lên nó cũng dẹt luôn à. Nó dạ. Nó đủ rồi. Hải sản Phan Rí Cửa nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Mật ống hôm nay 250. Ống mini. Ok. Dạ, ở đây đây. Tôm không? Tôm nhiêu ký chị? À, cái loại 1 là 500, loại đây là 200. Cá thu lớn. Cá bớp. Bà con ở quê mình đi chợ trễ lắm. Bảy tám giờ vẫn còn sớm. Chợ đang đông lên nè. Cả nhà mình có ghé Bình Thuận thì nhớ đến chợ Phan Rí Cửa ủng hộ bà con nha. Giờ mình cũng đi về nhà luôn. Dạ đây là món quà 300 ngàn của anh Phi chị Nga á. Con gửi tặng cho bác nha. Dạ. Em chào cô chú anh chị. Ôi sáng anh Minh mới mua 2 con mực. Wow. Ôi, to là to luôn. 2 ký mấy á sao? 2 ký mấy hả? Hèn chi em thấy nó to quá trời luôn. Ôi, Minh mua bao nhiêu một ký á Minh? Thấy còn tươi quá trời luôn nè.
200.000 thôi hả? Hấp dẫn vậy? Mực lớn. Vậy thì bây giờ hai con mực này em sẽ làm hai món nha. Một món, một là em sẽ làm chả. Em sẽ lấy cái phần thân này em làm chả. Còn cái phần đầu này á, em sẽ lấy thế mà làm gỏi. Ok ha. Làm chả là mình đâm luôn hả Sang ha? Đâm cho nó ngon. Đúng rồi, mình đâm hay gọi là quện á, thì khiến chả nó sẽ ngon hơn, nó dai hơn. Đây là cái túi mực. Hình quá nó không có bị bể. Cái nàng này người ta bán để làm thuốc trị đau bao tử nè. Wow. Hồi nhỏ là Sang lấy cái này để chà nồi hả Sang? Đúng rồi, tại hồi nhỏ là nhà nấu bằng củi á, nên cái nồi nó hay bị đen lắm. Rồi mình chà bằng miếng chà nồi nó không sạch bằng cái này đâu. Cái này lấy chà vài phát thôi là đi hết cái đường, cái nhỏ nồi đen luôn á. Nếu mà mình sờ thì mình sẽ cảm nhận được nó có cái độ nhám đó cô chú anh chị. Nó cứng nhưng mà nó nhẹ. Mẹ vợ của mình làm một nồi thịt kho với trứng để chiều ăn. Nhiều đây là 1 kg mấy thịt nè, 20 cái trứng. Sang đang cắt hạt lựu á, để xíu trộn vô với chả ăn cho nó giòn giòn sực sực. Làm cái món chả mực này ngon nhưng mà nó hơi cực. Nhìn vậy thôi chứ nãy giờ là mấy người phụ á mới đâm được nhiêu đó đó cô chú anh chị. Nếu mà mình đâm thì mình cắt nhỏ ra nha. Cái này là Sang cho tiêu, muối, đường, bột ngọt. Rất là dính luôn. Có một cái mẹo là cả nhà mình dùng nước muối á, nhưng mà dùng ít thôi nha. Nhúng cái đầu chày vô nước muối á, mình đâm cho nó đỡ dính. Hành ngò cho nó thơm. Mình cũng thích ăn thì là ở quê mình ít ai bán thì là, có là cũng mua. Đâm cái chả mực nang này nó dài hơn là chả cá nhiều lần á. Mực này mình có thể tao dầu hoặc là mình luộc xong mình làm gỏi. Sang là tao dầu cái này để cho thêm gia vị á, cho nó thấm. Ừ. Còn nếu như mà mình luộc á, mình luộc xong á thì mình phải cho thêm một xíu gia vị, hoặc là cho cái phần mà nước mắm chua ngọt mình đã chuẩn bị á vô trong con mực một xíu để mà nó ngấm được một tí gia vị. Hôm nay trời rất là hanh, ngồi có xíu mà nó chảy mồ hôi. Mực cỡ này là chín rồi nè. Chín quá ăn cũng không có ngon. Nó vừa đỏ đỏ như thế này thôi. Cà rốt, xoài, hành tây,
cái rong mực nó giòn ngon. Sang cũng mới làm một cái tô nước mắm chua ngọt. À, nước mắm này em chỉ có nước mắm, đường, tỏi với lại ớt thôi à. Mà nước mắm em có nấu lên á, cho nó cuộn lại một xíu. Hành tây cô chú anh chị mình nên ngâm xíu đá lạnh cho nó bớt hành, hoặc mình trụng sơ. Quá trời thơm luôn á. Mình nghe mùi là mình đói bụng rồi. Thấy đói bụng rồi. Miếng chả nó dai. Sang chở nãy giờ là nó không có bị bụng ra. Món này cũng dễ làm, cô chú anh chị mình tham khảo. Mua mực về nhà làm, ăn với gia đình. Món này mấy em nhỏ thích lắm nè. Mình mời cô chú anh chị mình dùng bữa cùng gia đình mình nha. Sang vợ mình với mẹ vợ của mình. Mẹ ăn thử chả mực nang của Sang làm, của con gái làm. Ngon. Phải mình làm tư nó ngon. Mời cô chú anh chị ăn chả mực nang với em nha. Wow, hơi bị hấp dẫn luôn á. Nó vừa dai mà nó vừa giòn lắm anh. Bởi vì nó dai là bởi vì chả mà nó đâm mịn rồi, còn nó giòn là bởi vì mình có cắt một hạt lựu vào á. Nó rất là ngon luôn. Vừa dai vừa giòn. Cái này em nghĩ nếu như mà có thì là vào á thì nó sẽ là thơm nữa. Mời khán giả ăn thêm miếng nữa. Bánh chan nướng, một số nơi gọi là bánh đa. Ăn gỏi là không thể thiếu bánh chan nướng này. Thôi, em mời cô chú anh chị nha. Ăn gỏi mực nang với em. Ngon. Mực thì giòn, độ phộng thì thơm. Với lại rau cũng thơm nữa. Còn thêm nước sốt á, chua chua ngọt ngọt. Hấp dẫn. Mẹ đánh giá hai cái món này cho Sang mấy điểm mẹ? 8 điểm. Qua điểm trung bình là ok. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành chút thời gian theo dõi đến hết video của mình. Có gì sai sót mong cả nhà mình bỏ qua nha.
xem video nhớ tặng cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Em và gia đình xin phép được tạm dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong video tiếp theo của mình. Dạ bye bye.